Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt nhằm ra soát, thao gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án trên địa bàn tỉnh. Tổ công tác này do trực tiếp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tổ trưởng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tổ phó thường trực và các thành viên là lãnh đạo các sở ngành của tỉnh nhiệm vụ của tổ công tác này nhằm tổ chức ra soát tổng hợp các khó khăn vướng mắt trong hoạt động sản xuất kinh doanh quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh qua đó các đơn vị liên quan tổng hợp báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân tỉnh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Đắk Lắk có 707 doanh nghiệp thành lập mới với vốn đăng ký 5.976 tỷ đồng. Tuy nhiên, toàn tỉnh cũng có 655 doanh nghiệp giải thể tạm ngừng hoạt động, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 12.246 doanh nghiệp, trong đó có 11.291 doanh nghiệp nội tỉnh và 955 chi nhánh của doanh nghiệp ngoài tỉnh đăng ký hoạt động. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tình hình phát triển doanh nghiệp gặp khó khăn do kinh tế thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do giá cả hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất tăng cao. Bên cạnh đó, đa phần doanh nghiệp có quy mô nhỏ, tiềm lực hạn chế, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực cạnh tranh còn thấp nên khả năng phục hồi phát triển chưa mạnh.